Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 3 tháng 12 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Các huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Tiên Lữ tổ chức khám tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đẩy mạnh các biện pháp để xây dựng thương hiệu cam Hưng Yên. Nhiều diện tích chuối phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán 2019 tại huyện Kim Động đã được thương lái đặt mua. Qua 11 tháng năm 2018, toàn tỉnh có gần 3.800 người đi xuất khẩu lao động. Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên lắp đặt đường ống cung cấp nước phục vụ nhu cầu nhân dân trên địa bàn thành phố. Lớp học tình thương của chị Lý ở thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, sáng nay, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã đi kiểm tra công tác khám tuyển cho thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các huyện Khoái Châu, Yên Mỹ và Tiên Lữ. Đây là những huyện tổ chức khám đầu tiên trong toàn tỉnh. Đợt khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự lần này là những thanh niên đã được khám sơ tuyển ở các xã thị trấn. Để công tác khám tuyển đảm bảo nhanh gọn chính xác, các huyện đã thành lập hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tổ chức điều hành khám đúng đối tượng, đủ quân số, đảm bảo khoa học, trật tự, thống nhất. Các thanh niên được khám về thể lực, huyết áp, tai mũi họng, răng hàm mặt, ngoại khoa, da liễu và điện tim. Để công tác khám tuyển đạt kết quả cao, các xã thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, có kế hoạch gọi thanh niên đi làm xa trở về khám tuyển. Qua ngày đầu khám tuyển, nhìn chung các thanh niên đều yên tâm phấn khởi tham gia khám tuyển, tỷ lệ lên trạm đạt trên 90%, trong đó sức khỏe đủ điều kiện nhập ngũ đạt trên 90%. Qua khám tuyển để lựa chọn những thanh niên có đủ sức khỏe, trình độ văn hóa, tiêu chuẩn chính trị lên đường nhập ngũ năm 2019. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin về kinh tế. Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ nông dân nâng cao giá trị nông sản, nhất là các cây có thế mạnh của tỉnh như nhãn lồng, vải lai, nghệ và đặc biệt là dòng cây có múi như cam, bưởi. Năm 2018, tỉnh đã dành hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ người dân trong việc nhân giống, thâm canh, mở rộng vùng sản xuất theo hướng Việt Gáp và đặc biệt là tổ chức các hội chợ nông sản. Mới đây nhất là lễ hội cam Hưng Yên tại huyện Mỹ Hào, tuần lễ bán hàng tại Hà Nội và khu đô thị Eco Park huyện Văn Giang. Người trồng cam bưởi và một số cây trồng khác được tỉnh hỗ trợ trong tuyên truyền xây dựng thương hiệu, thâm canh sạch theo quy trình Việt Gáp, vận chuyển và thuê gian hàng để tiêu thụ nông sản ở những trung tâm thương mại của cả nước và của tỉnh. Tại các hội chợ này có từ 50 đến 70 gian hàng cam bưởi của các nhà vườn tham gia bày bán. Qua đó nhiều du khách biết đến cam bưởi và nhiều nông sản khác của Hưng Yên như một đặc sản vùng miền được tạo nên bởi thổ nhưỡng cũng như trình độ thâm canh của người dân. Lễ hội cam tại Mỹ Hào đã tiêu thụ được hơn 60 tấn cam với giá bình quân 30.000 đồng 1 kg. Hội chợ công nghiệp nông thôn ở Bằng Sông Hồng và lễ hội cam Yên diễn ra trong thời gian vừa qua. Thì đây là một cái vấn đề không riêng gì công thương mà các cơ quan quản lý nhà nước, khoa học, nông nghiệp và sự vào cuộc của cấp ủy đảng chính quyền từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến với bà con nông dân. Đó là xây dựng cái thương hiệu để một lần nữa khẳng định cái sản phẩm cam Hưng Yên cùng với các sản phẩm cây có múi của Hưng Yên tạo dựng được cái niềm tin dùng của người tiêu dùng. Vì thông qua cái việc đó thì công thương đã chủ động xây dựng thứ nhất là cái bao bì. Thì như các bạn đã thấy rằng năm nay có sự khác biệt. Ngoài cái hình tượng, cái biểu tượng chung đó là cái tam quan văn miếu của Yên gia thì có sự nhận diện riêng với cái bao bì của cam Yên. Ở Khoái Châu trước đây mọi người chỉ biết đến gà Đông Tảo, nghệ Trí Tân, quất cảnh Bình Minh thì nay nhiều người còn nhớ đến vùng đất này còn có cam bưởi Khoái Châu với hơn 600 hecta trồng cam bưởi. Hiện mỗi hecta cho thu lãi gần 300 triệu đồng, cao gấp 1,5 lần giá bán bình quân các loại cây trồng khác. Tới đây thì chúng tôi tiếp tục là khuyến khích và hỗ trợ các hợp tác xã cũng như tổ hợp tác xã trong cái việc quy hoạch lại vùng và chọn một số các cái cây cam có giá trị kinh tế cao như cam cara, ruột đỏ, thế là một số các cái loại như bưởi da xanh, thế rồi bưởi siêu ngọt.
nhiều hộ dân liên kết lại để thành lập các hợp tác xã hỗ trợ nhau trong việc thâm canh, xây dựng thương hiệu, tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm. Điển hình như hợp tác xã cam bưởi Ngũ Phúc ở Phù Cừ, hợp tác xã cam bưởi Đồng Thanh hay hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông sản Quảng Châu. Thành viên của hợp xã chúng tôi là ví dụ những hộ như ông A, ông B có nhu cầu bán mà tem mác rồi đã đóng túi theo cái tiêu chuẩn của những người mà thu mua theo yêu cầu thì chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ bao bì này, tem mác này và coi như là truy xuất nguồn gốc, tem nhất là đặc biệt là tem truy xuất nguồn gốc thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho những hộ đó để coi như là bán cái sản phẩm của từng cá nhân của mình. Với 25.000 hecta cây có múi, trong đó gần 16.000 hecta cam, cùng với sự nỗ lực của các nhà vườn trong hành trình làm ra những trái cam thơm ngon, hỗ trợ của các ngành chức năng và các địa phương, thương hiệu cam Hưng Yên nói riêng, các loại cây ăn quả của tỉnh nói chung sẽ được nhiều khách hàng trong và ngoài nước biết đến. Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng nhiều vườn chuối trên địa bàn huyện Kim Động đã được thương lái đặt mua với giá cao hơn so với năm 2017. Huyện Kim Đồng có tổng diện tích gần 260 ha chuối, trong đó chuối tiêu hồng chiếm 40% diện tích. Chuối được trồng nhiều tại các xã Mai Động, Đức Hợp, Hùng An, Ngọc Thanh. Theo bà con nông dân cho biết, hiện nay một số vườn chuối Tết đã được thương lái đặt mua với giá 9.000 đồng 1 kg. Thậm chí có những vườn quả to, mã đẹp được thương lái thu mua với giá 11.000 đồng 1 kg. Trung bình một buồng chuối cũng bán được gần 200.000 đồng. Như vậy, giá chuối Tết tăng gấp đôi so với năm 2017. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định giao kế hoạch hỗ trợ kinh phí nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2018-2019. Theo đó, tổng khối lượng cần nạo vét và đắp đê Bắc Hưng Hải là trên 664.000 mét khối, trong đó nạo vét kênh mương, cửa cống hút các trạm bơm do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý trên 90.000 mét khối. Kinh phí đầu tư từ nguồn thủy lợi phí để thực hiện. Khối lượng nạo vét tiểu thủy lợi nội đồng là gần 550.000 mét khối, huy động nhân dân tự làm. Khối lượng đắp đê Bắc Hưng Hải là 25.000 mét khối, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Mức hỗ trợ đắp đê Bắc Hưng Hải là 30.000 đồng 1 mét khối, tổng kinh phí hỗ trợ 760 triệu đồng. Thời gian thực hiện từ ngày 26 tháng 11 năm 2018 đến mùng 5 tháng 1 năm 2019. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác xuất khẩu lao động theo chương trình đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được tỉnh ta quan tâm và được xem là kênh giúp cho người lao động giải quyết việc làm và giảm nghèo. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có gần 3.800 lao động tham gia lao động xuất khẩu tại thị trường các nước Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, Singapore, tăng 800 lao động so với cùng kỳ năm 2017. Đạt 110% kế hoạch năm. Ngoài việc tạo điều kiện cho các lao động được vay vốn ngân hàng, ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã phối hợp với các địa phương, hội đoàn thể, công ty xuất khẩu lao động, tổ chức tư vấn cung cấp thông tin cho người lao động, chính sách pháp luật xuất khẩu lao động. Hiện nay, cùng với việc đẩy mạnh đưa lao động xuất khẩu tại thị trường Nhật Bản, tỉnh ta đang thực hiện chương trình hỗ trợ lao động sang làm việc tại thị trường Hàn Quốc vào đầu năm 2019. Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Ngoài triển khai đấu nối, lắp đặt các đường ống nước phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân trên địa bàn thành phố, thời gian qua, công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên đã chuyển đổi sử dụng 100% nguồn nước là nước mặt sông luộc thay cho nguồn nước nội đồng trước kia. Bên cạnh đó, công ty đã tiến hành xử lý nguồn nước theo đúng quy trình, như lấy nguồn nước từ sông luộc, sau đó bơm về hồ Sơ Lắng theo đúng thời gian quy định, rồi mới tiến hành bơm nước lên khu xử lý để cung cấp cho nhân dân. Nhờ vậy, nguồn nước sạch đã đảm bảo chất lượng theo đúng quy định. Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, nên đến nay, tình trạng ô nhiễm môi trường do các điểm giặt rửa tái chế bao nhựa ở xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu cơ bản được giải quyết. Tuy nhiên, địa phương cần tiếp tục sát sao để tình trạng này được giải quyết triệt để. Ngay sau khi chúng tôi phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do các điểm giặt rửa, tái chế nhựa bên bờ sông Điện Biên thuộc xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, địa phương này đã có nhiều biện pháp tích cực cụ thể như tuyên truyền, vận động yêu cầu các hộ ký cam kết không gây ô nhiễm môi trường. Cùng với đó, phân công lực lượng kiểm tra giám sát thường xuyên liên tục, đồng thời phối hợp với chi nhánh điện ngừng cung cấp điện sản xuất do các hộ này không có giấy phép sản xuất kinh doanh.
Nhờ đó, cả 4 hộ đến nay đều đã ngưng hoạt động, hiện đang tập trung nhân lực để phân loại vận chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, địa phương này cần tiếp tục kiểm soát kiên quyết hơn nữa, vừa để giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm, vừa xử lý giải tỏa dứt điểm vi phạm hành lang thủy lợi, vi phạm đất 03 theo tinh thần kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mô hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình ở xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ, từ khi triển khai đến nay đã đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực. Nhà bà Nguyễn Thị Thực ở thôn Trà Bồ có diện tích rộng, nhưng ấn tượng của bất kỳ ai khi đến thăm gia đình bà là sự ngăn nắp sạch sẽ, khuôn viên đẹp mắt. Bà Thực cho biết, trước kia vì nhà rộng nên chỗ nào mọi người cũng vứt rác thải, chai lọ rất bừa bộn. Từ năm 2015, thực hiện mô hình phân loại rác thải, mọi người đã dần hình thành thói quen phân loại rác hữu cơ và rác vô cơ để xử lý ngay tại nhà. Ngoài gia đình tôi thực hiện trước, ông con dâu tôi đây tôi cũng vẫn cứ nhắc nhở. Ở cái phần nào rác tươi thì bỏ riêng ra để làm cho vào phân làm phân, thế còn cái các cái túi ni lông ấy thì đưa vào để đưa đi nơi tập trung. Từ ngày mà thực hiện được cái mô hình này, nói chung là rất là sạch sẽ và ruồi muỗi nó cũng bớt đi, gia đình nó phấn khởi hơn. Rác hữu cơ khi dùng chất vi sinh cho phân hủy thành phân hữu cơ là nguồn dinh dưỡng tốt cho cây trồng. Gia đình chị Lê Thị Lan ở thôn Phú Mãn rất hài lòng với việc biến nguồn rác hữu cơ trong nhà trở thành phân vi sinh để chăm sóc vườn rau sạch, cải tạo đất. Những thói quen tích cực như thế này của người dân chính là hiệu quả từ việc tuyên truyền của các ngành ở xã Phan Xào Nam. Trong đó, Hội Phụ Nữ xã làm nòng cốt gắn với phong trào xây dựng gia đình 503 sạch. Chúng tôi cũng phải thường xuyên sát sao tới cái việc thực hiện này. Như mỗi một tổ hội là bao nhiêu hội viên, bao nhiêu hộ nhân dân thì các chị thường xuyên phải đến gia đình để thứ nhất là thăm cái mô hình phân loại xử lý rác thải đến đâu. Hai nữa là lấy những cái hộ nào mà gặp khó khăn về cái công tác mà không biết cách pha cái chế phẩm thì chị em phải trực tiếp cầm tay chỉ việc hướng dẫn các hộ để pha chế và thường xuyên đến các hộ là thăm cái mô hình. So với việc chở rác đi xử lý, việc phân loại và xử lý tại hộ gia đình có nhiều ưu điểm hơn về chi phí và phù hợp với điều kiện kinh tế, tập quán sinh hoạt của người dân nông thôn. Sau 3 năm triển khai, đến nay toàn xã Phan Xào Nam đã có trên 60% gia đình thực hiện mô hình phân loại rác tại gia đình. Hiệu quả có thể nhìn thấy chính là lượng rác thải ra môi trường đã giảm đáng kể và môi trường sống trong lành, sạch đẹp mà những người dân nơi đây đều cảm nhận rõ. Tiếp tục chương trình thời sự, xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 12, có 5 trường hợp được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 146 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế. Theo Nghị định hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh đối với 5 trường hợp, trong đó có hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh đối với người có công với cách mạng, người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, người thuộc hộ nghèo. Các tuyến, xã, trường hợp chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% lương cơ sở, 1,39 triệu đồng một tháng cũng được hỗ trợ 100%. Đối với các trường hợp khác, mức hưởng bảo hiểm y tế từ 80 đến 95%. Nghị định này được Chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2018. Ngoài được hưởng ưu đãi về chi phí khám chữa bệnh, đến nay tỉnh Hưng Yên cũng đã có gần 577.000 đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày quốc tế người tàn tật mùng 3 tháng 12, chúng tôi xin giới thiệu gương chị Phạm Thị Lý, thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Ngay từ khi sinh ra đã phải chịu hậu quả của chiến tranh do bị nhiễm chất độc da cam, cha mất khi chị mới lên 5 tuổi. Rồi mẹ lại ngã bệnh và qua đời. Vượt qua nghịch cảnh tật nguyền, chị đã cố gắng vươn lên trở thành một người có ích cho xã hội. Đến với lớp học tình thương của chị Phạm Thị Lý, thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, nhiều người không khỏi ngạc nhiên và cảm phục trước nghị lực vượt lên nghịch cảnh tật nguyền của một người phụ nữ nhỏ bé. Với đôi chân không thể đi lại được, vậy mà không chỉ dừng lại ở việc sinh hoạt bình thường. Trong suốt 10 năm qua, chị Phạm Thị Lý đã trở thành người mẹ, cô giáo của rất nhiều các cháu học sinh trong thôn. Được biết, lớp học tình thương của chị Lý thời gian đầu chỉ có vài cháu, nhưng đến nay đã có gần 30 cháu chia ra thành các ca, sáng, chiều, tối. Học sinh của lớp học là các cháu trong mọi độ tuổi, từ mẫu giáo đến tiểu học,
không chỉ dạy toán, rèn luyện cách viết, chị Ní còn dạy các cháu cách sống, làm việc, từ những việc nhỏ như quét nhà, nhặt rau, trông em nhỏ, đến cách chào hỏi, vâng lời người lớn. Để có kiến thức sư phạm dạy các cháu, chị đã phải tự mày mò, nghiên cứu sách vở và học hỏi kiến thức của các anh chị là giáo viên trong thôn. Đối với các cháu, chị Ní không chỉ là cô giáo mà còn là người mẹ thứ hai. Căn nhà nhỏ của chị đã trở thành mái ấm gia đình của các cháu, vì ở đó chúng được chăm sóc, ăn uống, nghỉ ngơi và học tập. Có lẽ vì vậy mà phụ huynh và các cháu vẫn gọi lớp học là lớp học tình thương. Thông qua các bậc phụ huynh ở trong xóm, tôi cũng được biết đến cô Lý và gửi con ở cho cô Lý. Thì từ hôm cháu học ở đây thì cháu tiến bộ rất là rõ rệt, chữ cháu viết đẹp lên. Và cô Lý thì rất là ân cần và quý mến các cháu, rất là tình cảm. Cô Lý chăm sóc các cháu như là con và cô sống rất là tình cảm. Cô không đòi hỏi cái gì ạ. Cô Lý rất quan tâm với các cháu học sinh. Cô kèm dạy các cháu không đòi hỏi gì về vật chất. Cô lấy công việc đó làm nguồn động lực sống cho bản thân. Mặc dù bị bệnh tật nhưng cô vẫn tham gia đóng góp cho địa phương và được bà con nhân dân rất quý mến. Chứng kiến việc làm ý nghĩa của chị trong suốt 10 năm qua, nhiều người dân trong thôn không khỏi cảm phục trước hình ảnh chị Ní nê từng bước nhưng vẫn cố gắng để giảng dạy cho các cháu nhỏ. Được gặp học trò mỗi ngày là niềm vui, niềm sống của chị. Tấm lòng ấy đã chắp cánh cho biết bao ước mơ của học sinh trở thành hiện thực. Chạy chữa rất là lâu rồi, nhưng bệnh tật vẫn không khỏi, đôi chân vẫn không có khả năng đi lại được. Thì may mắn rằng là mình gặp gỡ được các cháu. Mình có các cháu để mình bảo ban, mình dìu dắt các cháu. Nó làm vơi đi cái bệnh tật, cái phần nào nỗi buồn về bệnh tật trong mình. Với mình, khi có các cháu là mình thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn và mình thấy niềm vui hơn khi được dìu dắt các cháu. Những công việc mà chị Phạm Thị Ní đang làm tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với bản thân chị và cộng đồng. Niềm tin, nghị lực vượt qua số phận, không chịu khuất phục đầu hàng trước những khó khăn của chị mãi là bài học quý cho chúng ta. Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chiều ngày 29 tháng 11, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tổ chức trao tặng bò sinh sản cho hai gia đình nạn nhân chất độc da cam ở xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên. Theo chương trình, hai hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quang và ông An Đức Hà là nạn nhân chất độc da cam thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi gia đình được nhận một con bò sinh sản để chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Mỗi con bò sống được hỗ trợ 10 triệu đồng từ nguồn quỹ bảo trợ da cam thành phố. Việc tặng bò sinh sản là hoạt động có ý nghĩa nhân văn và có giá trị lớn nhằm góp phần thiết thực, giúp các hội viên nghèo có thêm điều kiện để sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước vượt qua khó khăn để thoát nghèo bền vững. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trong năm 2018, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hưng Yên đã vận động toàn thành phố ủng hộ quỹ da cam được 522 triệu đồng, đạt 144%, đã hỗ trợ gần 500 lượt đối tượng khó khăn với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Các tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh hiện có nhiều đoạn xuống cấp gây ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đơn cử trên tuyến quốc lộ 39, đoạn từ cửa ngõ thành phố Hưng Yên qua huyện Kim Động đến khu vực xã Hồng Tiến, huyện Khoai Châu, xuất hiện nhiều đoạn hàn lún gây khó khăn, nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông. Tại các khu vực trên, mặt đường bị băm nát, xuất hiện những vết hàn lún, nhiều điểm lún có độ sâu tới gần 5cm, như những con mương kéo dài như bẫy các phương tiện lưu thông. Tôi phát hiện thấy là trên tuyến còn có một số những cái điểm cơ sở hạ tầng còn xuống cấp. Ví dụ như là mặt đường là bị gồ ghề những sóng trâu, những cái tạo ra cái nguy hiểm tiềm ẩn tai nạn cho người tham gia giao thông. Ví dụ như là những thời tiết trời mưa, trời tối, những cái phương tiện, nhất là người điều khiển xe mô tô ấy, ta sẽ đi vào những cái điểm đó không may trơn trượt là mất thăng bằng, ngã ra rất là nguy hiểm, xảy ra tai nạn. Không chỉ trên quốc lộ 39 mà trên các tuyến quốc lộ 38B và quốc lộ 5 đi qua địa bàn tỉnh cũng có nhiều đoạn xuống cấp, sụt lún, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.
Mặc dù sự xuống cấp của tuyến đường đã lâu, nhưng vẫn chưa được các cơ quan, đơn vị quản lý có biện pháp khắc phục, sửa chữa. Nhất là tuyến quốc lộ 39 và quốc lộ 5, mặt đường hỏng này thì nó dễ dẫn đến cho người tham gia giao thông và phương tiện tham gia giao thông là xảy ra những cái vụ tai nạn, các cái vụ va chạm. Qua những sự việc trên và nguyên nhân trên thì tôi rất đề nghị với các cơ quan chức năng và các cái đơn vị mà quản lý các cái tuyến đường, nhất là quốc lộ 39 và quốc lộ 5, thì có những cái tham mưu và có những cái phương án khắc phục, sửa chữa mặt đường và các cái nền đường để cho tránh cho đường, tránh lồi lõm và tránh ổ gà và tránh trơn trượt trên các tuyến để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Hiện nay lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh rất lớn, do đó sự nguy hiểm của những vệt hằn lún càng trở nên nguy hiểm hơn cho các phương tiện xe mô tô vào những ngày trời mưa, bởi sự trơn trượt rất dễ bị ngã. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra, đề nghị ngành giao thông, đơn vị quản lý các tuyến quốc lộ sớm duy tu, sửa chữa để các phương tiện tham gia giao thông được an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hiệu quả trồng cam theo Việt Gáp ở xã Đồng Thanh, huyện Kim Động. Đường Hoàng Hoa Thám, Trần Quang Khải ở thành phố Hưng Yên, nhiều đoạn xuống cấp, chậm được sửa chữa. Thầy giáo An Xuân Mười, trường tiểu học Đại Hưng, huyện Khoái Châu, người gieo mầm thiện nguyện. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.